Hôm nay trời nắng đẹp nhỉ anh Sự nhỉ? Quá nắng đẹp luôn. Xin chào khán giả trên kênh Tây TV. Chúc một khán giả trên kênh Tây TV một ngày mới tràn đầy năng lượng, lúc nào cũng tươi cười như ông tượng này. Sao anh có cái tượng này bây giờ em mới để ý nhỉ? Lúc nào cũng cười đấy. Vui đấy đúng không? Xin chào tất cả các bác nhá. Hiện tại thì ước cùng với anh Sự đang đi vào trong thôn Tham Về, xã Cao Bồ, huyện Tuy Xuyên. Thì lần trước thì ước có vào đây quay một video chia sẻ về hai nhà bị thiên tai đấy, bị sạt lở đất, sập hết nhà, một nhà là sập hoàn toàn, một nhà là sập đến nền rồi, bây giờ cũng sắp sập rồi. Đấy, thì có chị Trần Ngô và chị có gửi cho Phi Phi Anh là 4 triệu và mỗi nhà là chị giúp 2 triệu. Đấy, thì hôm qua hôm trước thì Phi Phi Anh đã chuyển lại số tiền 4 triệu cho nước rồi. Với một chú ở Trần Quang Hưng là chú có gửi cho nước là 500.000 để ủng hộ giúp nhà sập hoàn toàn là 500.000. Thì hôm nay thì nước vào đây để trao quà cho hai hộ gia đình. Đúng không? Đấy. Anh chưa? Có anh.
Hôm trước em được anh có kẹo dừa chưa nhỉ? Hôm trước em cho anh rồi. Em cho anh một gói rồi nhỉ? Ờ, ăn ngon mà. Đây cho anh một viên. Ui, ui, vừa đi vừa ăn. Thôi giờ anh xin chú nhá. Ui, ui, miếng này ngon nó đấy. Nó tha đi anh. Nó tha. Nó tha dừa Bến Tre. Dừa Bến Tre đấy, em có thuộc hôm đó vào có thuộc bài hát gì về Bến Tre không? Không, em không thuộc. Anh lại biết à? Anh không biết nhưng mà thấy thấy cái gì tóc cái gì ai đứng như bóng dừa đấy. À. Tóc dài bay trong gió có phải người còn đó là con gái của Bến Tre đấy. À. Đúng không? Phải bài đấy 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 đại khái là nhớ nhớ nhưng mà mấy cái bài đấy. Đêm nay là ừ. Nên là những các cô gái Bến Tre chắc là xinh lắm, cái gì kẹo ngon đấy nhỉ. Ngon thật. Ăn như kẹo dừa đấy phải không? Ăn như kẹo dừa. Hôm nào em vào Bến Tre là em gặp mấy cô chân dài, có xinh gái không? Có gặp cô nào đâu. Không gặp cô nào à? Không gặp cô nào. Đấy, anh tưởng gặp mấy cô nào. Đã gặp cô nào nhỉ? Nếu mà anh hát bài cô gái cái gì tóc dài bay trong gió, nhưng mà đấy cô gái cái tóc dài bay trong gió đúng không, nhưng mà tóc anh chả có thì anh đi đâu đấy, anh biết bài đấy anh thử hát xem nào, anh cho khán giả nghe xem. Anh không nhớ, anh chỉ biết là cái gì đứng như bóng dừa tóc dài bay trong gió thôi, nhưng mà ngược lại bây giờ tóc anh không có thì anh không dám hát đó. Nếu mà tóc anh có anh hát liền luôn thôi, anh đội mũ vào số đã chắc ăn. Em tưởng biết hát để hát cho một bài không, không có biết hát. Đang buồn. Không hát một bài nghe, vui. Nghe là em quảng cáo kẹo dừa ở Bến Tre là anh gọi là nhớ nên mấy từ đấy thôi, nhưng anh không biết hát. Sư nhìn trên kia có một cái thác kìa. Anh nhìn thấy rồi. Thác cao rồi. Đẹp đấy, tí mình đi. Lần trước lúc ước đi vào đây thì mưa to nhá, thác nó chảy nước từ trên xuống nhìn trắng xóa luôn. Thác quá đẹp luôn đấy. Mưa to ấy. Này nó không có mưa nên là nước nó hơi ít. Để trước lên đẹp. Nhưng mà thác này cao đấy, đúng không? Mình đi qua này nước còn qua đường này nước còn bắn vào tất người mình cơ mà. Hôm em đi xe máy vào ấy. Sâu nhỉ? Có sâu đấy. Đấy, có cái đập tràn đây này. Hôm đi vào đây thì nước tràn hết ở đây. Phải đi xe máy lên đường trên này, đường tránh này. Còn ô tô thì coi như là tê liệt rồi. Trên có một đoạn nữa anh sợ. Đây, chúng ta dùng cái cây rác bên này này. Đấy hôm thác nước còn bắn ra tận đây cơ mà. Đẹp nhỉ. Đẹp thế. Mưa to nước nó dồn xuống kinh lắm. Đi, anh em đi tiếp đi. Đây đỗ ở đây được mày. Xe máy đi qua được là được, không sao đâu. Đây các bạn mở ra.
xuống được không? Được, được. Từ từ nhá, để em xuống. Đây anh xưa đỗ xe ở đây luôn. Tí mình đi thẳng đường này mà. Đi đi đường này ra được à? Đi đường này được luôn. Em chào anh Thái nha. Anh xe lên đây. Ừ, tí mình đi đường này xuống luôn này. Không cần phải quay đầu đâu. Đường này đường vòng. Đường trên này khó đi nhờ. Đường dốc xong là cua gấp quá. Vừa đi phải vừa lựa và mới đi vào trong Nam mới về đúng không? Vâng. Anh cũng xem à? Xem chứ. Đi đấy nhưng mà điều kiện thì không tới. Vâng, bọn em đi cũng đi cùng đoàn mà, đi cùng cơ quan anh Thắng thôi. Vâng. Anh có nhận ra anh này không? Có chứ, nhận ra. Có. Anh Sự lái xe. Taxi. Đây là nhà của bác Đại lần trước mà bị sập hoàn toàn đây. Bây giờ bác đang dựng tạm cái nhà ở trong nhà bếp. Đây là nhà này này anh Sự này. Lần trước là nền nhà ở đây, quả đồi trên kia nó sạt xuống. Ép sập hết nhà mà. Cả nhà trên này nữa đúng không? Đây, nhà trên nữa. Đây này, khu tét nước kia kìa. Cái đấy là ao ấy. Nhưng mà lấp hết rồi. Lấp hết ao. Kia cũng còn những hòn đá mồ côi gì đúng không? Đấy, trên gốc cỏ này. Khu này là hầu như là sạt từ trên kia xuống mà. Mấy cái khóm tre trúc này này. Chú ấy có ở nhà không anh? Có. Nghe thấy chào chú nha. Chào là chú. Đây là Chào anh nha. Anh Toàn. À. Anh Toàn ở ngoài. Anh Toàn cũng xuống đây à? Vâng, vâng. Toàn đến đấy bảo ấy, anh Toàn xuống đây để gặp mặt ở đây luôn rồi đỡ phải đi. Vâng. Và dù sao cũng gần nhau đây. Đi vào đây đây. Vâng. Gặp mặt đây luôn rồi đây. Thế bây giờ là nhà chú là ở tạm đây. Vâng. Đây này mấy cục đá to đùng này anh Sự này, đằng sau này trôi từ trên kia xuống. Trên cũng có một cái ao mà. Trên này có mấy cái phiến đá kìa. Nhìn này, nhìn kìa, em nhìn kìa, cái thằng kìa, kìa. Nó như là trượt cả một cả đồi xuống ấy. Nền nhà là chính xác ở khu vực kia. Đấy còn đây ủn xuống ấy. Cái hòn đá to lành như đấy kìa. Được. Anh Sự lên trên đấy xem không? Không, đây. Anh ở đây thôi. Anh leo dốc căng hết chân rồi. Cái bản nhiều lắm rồi. Lần trước thì ước cũng đã lên, cũng đã quay qua cho các bác xem rồi. Trên này là hộ của nhà anh Đại đây. Đấy, sạt hết. Lúc ước lên thì bà con, anh em hàng xóm đang đến giúp để dỡ cái nhà, để giữ lại cái bộ khung. Bởi vì sợ sạt xuống là, sập xuống là hỏng hết là khung nhà. Thế là tháo dỡ hết. Đây nó cũng là trượt từ trên xuống nhà anh nhỉ? Nhà em là nhà anh Đặng Văn Toàn. Nhà anh Toàn nhỉ? Còn dưới là nhà của chú Đại. Vâng. Anh là sinh năm bao nhiêu? Anh sinh năm 1987.
1987 à? À, thế là hơn em mấy tuổi thôi. Hôm mà em lên thì em cũng không được gặp anh, bởi vì là lúc đấy thì anh cũng bận đấy. Thế là em cũng quay qua chia sẻ cho các cô các bác xem. Đấy, trước nền nhà của anh vẫn lát được cả gạch hoa đây. Là sập hết toàn bộ đây. Khu bên này là cái ao của nhà anh. Ao cả sân vây thóc, sân công trình phụ ở đây. Nhà vệ sinh ở đây phải không anh? Sạt xuống hết. Bây giờ để mà khắc phục được lại cái nền nhà này rất là khó, vì nó mất hết chân rồi, trôi hết rồi. Thế sau này anh định làm lại nhà anh ở đâu? Anh định làm chuyển sang bên kia đi. Chuyển nhà sang bên kia đi. Bên dưới nhà bố, ông bà ấy. Còn đất ruộng nhà em thì không còn. Thế ông bà dưới lại cho đất cho anh làm nhà. Và ông bà thì bây giờ thì không có chỗ để mà ở, để mà dựng lại một căn nhà, thì bố mẹ còn ông bà để thì cho dựng ở bên kia. Thế là ông bà cho đất ở dưới kia, trên này hả? Không ở được rồi. Không biết là có ổn hay không, nhưng mà nghĩ là không có chỗ để mà dựng rồi, không có nền. Sập hết không có nền để mà làm nhà lại. Nhà thì anh huy động dân quân, công an về tháo gỡ lại hỏng thóc cái nhà sàn bê tông, nhà sàn gỗ ấy là em đang lo lắng, chưa biết là dự tính là bây giờ có cái nền ở đâu. Cũng hỏng cột các kiểu là cũng hỏng đi một phần rồi anh. Cũng hỏng một phần cột gỗ, là nói chung là cái cột gỗ là hỏng một phần rồi. Cái anh em liên quân vô đội này, công an này cứu trợ giúp thì cái đấy thì em không phải tay em làm rồi, nó cứu thì em thì đã mất rồi, em không xem. Bây giờ thì hỏng, cũng hỏng nhiều rồi. Đâu bây giờ đi vào nhà anh xem nào. Đi xem mà. Anh là có mấy cháu? Anh thì hai cháu. Có hai cháu à? Trước đây là nhà bếp của anh phải không? Đây là nhà bếp. Nhà bếp vừa xây được mấy tháng đây thôi. À, nhà bếp vừa xây được mấy tháng. Vâng. Chưa hoàn thiện đâu anh, chưa hoàn thiện lại chơi nhà đi thì bây giờ thì mất hoàn toàn. Lần trước thì em cũng lên quay, chắc hôm em lên quay anh có biết không? Không. Không biết. Chắc là lúc đấy anh cũng không để ý đấy. Em đứng ở nhà bên anh, kia kìa. Hôm đấy mưa to, hôm đấy là trưởng thôn dẫn em vào đây. Hôm đấy là cũng to, nhưng mà anh cũng đang xúc động quá thì anh không để ý. Vâng. Anh không để ý rồi không? Bây giờ thì cũng ở cái căn bếp này thì chưa hoàn thành, nhưng mà em cũng ở đấy tạm thì thời tiết mưa nào thì em thì lại không nhắn ở đây, em không biết là ở chỗ nào nữa. Đấy. Anh Đại nhỉ?
Anh là Đại. Toàn. À anh là Toàn. Dạ. Em cứ nhầm anh với chú ở dưới. Vâng, anh Toàn ơi, hôm trước em lên thì quay video đấy thì cũng có một chị Trần Ngô, chị ở bên nước ngoài cơ, chị ở bên Mỹ, là chị có gửi cho gia đình anh, đấy, giúp gia đình anh là 2 triệu nhá. Vâng, và là giúp một phần nào đó thôi. Vâng, thì em hôm nay em lên em đưa lại cho gia đình. Vâng. Đấy, anh đếm lại xem đủ 2 triệu chưa? Đủ 2 triệu đấy. Vâng, đấy, chị Trần Ngô gửi đến gia đình anh. Em cảm ơn các anh đã nhân tình đến thăm em nhé. Vâng. Cảm ơn chị thôi. Vâng, cảm ơn chị Trần Ngô. Trần Ngô. Vâng. 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 Anh cất tiền đi. Vâng. Không tí em xuống nhà anh Đại nữa, à chú Đại nữa. Vâng. Chú Đại cũng chị cũng gửi cho 2 triệu. Vâng. Chị gửi cho 4 triệu là gia đình anh 2 triệu, gia vâng. đình nhà chú Đại 2 triệu. Vâng. Cảm ơn gọi là cái nhóm gì nhỉ anh nhỉ? Các anh các ngành nó quan tâm đến em thì em còn rất là đề nghị nó để có một căn nhà, một nền nhà ở nữa. Bây giờ đang lo lắng như thế này, không biết tiền lúc nào để khôi phục được một căn nhà ở. Thế trước anh làm cái ngôi nhà đấy là hết bao tiền? Ngôi nhà nếu mà bây giờ thì xem sổ thì mới biết thôi. Cái thời đấy là còn chưa có ô tô, đường ô tô đến đây mà vận chuyển từ... Toàn xe máy rồi phải không anh? Xe máy và... một xe máy vận chuyển bằng một xe máy mà từ một xe máy chuyển thì được 10 viên gạch, một viên gạch đi thôi, gạch hoa này chi cát sỏi nữa thì bây giờ thì đang xúc động như này thì không trả lời được đấy, rất là vân vân thì không, bây giờ không tính được. Vâng, thôi cố gắng anh ạ. Cái thiên tai thì thực ra không ai mong muốn. Nên là mình cố gắng khắc phục dần. Trước là bỏ ra con số tiền cũng lớn đấy để làm một ngôi nhà sàn. Không phải đơn giản đâu. Bây giờ nó sập rồi coi như mất hoàn toàn rồi. Thôi bây giờ em đi xuống nhà anh Đại một tí nhá. Vâng. Vâng. Cảm ơn anh nhé. Dạ vâng. Vâng, em chào anh nhé. Vợ con anh đi làm hết rồi anh? Vâng, đi làm hết. Bây giờ vụ kế phải đi làm hết anh. À, vâng. Bắt đầu đang chuẩn bị để vào vụ mới đấy nhờ anh nhờ. Vụ mới. Thôi em về đây, em chào anh. Vâng. Cảm ơn anh. Đang định đi về thì anh Toàn anh này bảo là vào uống nước chè. Ở trên này mình cũng chủ yếu làm được chè nhá anh nhỉ? Vâng. Chè với cả thảo quả. Vâng. Chỉ có nông tựa về chè với ruộng với chè, bây giờ là thảo quả thì lại đóng băng hết rồi, cũng có kinh tế nữa, nhà cửa sập hết. Cái này là cũng là chè cổ thụ đấy phải không anh? Vâng, cổ thụ đấy. Chè chè san tuyết đấy. Vâng, chè san tuyết đấy, cổ thụ tay em cũng làm mà bây giờ thì chỉ có một gói chè như thế rồi anh. Em ít tuổi rồi, em sinh năm 90 rồi. À.
uống nước. Vâng, em xin. Em thì 90 thì là gọi là làm em rồi. Vâng. Anh 87. Anh hơn em 3 tuổi. Em vừa nhảy xuống cái bị lún ở trên kia. May là chú đi đôi dép. Bùn sắp đến đầu gối. Đi đôi dép đấy là quá hợp lý so đi đường núi đấy. Hôm trước em á? Em đi 4 5 ngày. Đi cùng cơ quan anh Thắng rồi mà. Chậm nổi, hay thế. Anh cũng theo dõi. Biết đấy nhỉ? Có xem kênh đúng không? Xem đấy. Không có dịp đi thì phải theo dõi kênh của bạn bè thì hôm đấy là mấy em cũng rủ anh đi nhưng mà thôi anh không đi được. Chà, chú Đại ơi, chú ra đây cháu nhờ một tí. Thì hôm trước cháu vào đây thì cháu có quay video chia sẻ đấy. Thì có một chị Trần Ngô. Chị ở bên Mỹ là chị có gửi giúp gia đình nhà chú là 2 triệu. Chú Hưng là chú giúp gia đình chú là 500. Tổng là 2 triệu rưỡi nhá chú nhá. Vâng. Và hôm nay cháu lên thì cháu đưa cho gia đình chú. Đây chú ơi, cháu gửi gia đình chú nhá. 2 triệu 500 nhá chú nhá. Vâng, của chị Trần Ngô với cả chú Hưng, Trần Quang Hưng. Chú có gửi gia đình, giúp gia đình chú là 500. Tôi lấy mặt cháu kia cũng thấy tiền đến đây cảm ơn nhé. Dạ vâng. Cảm ơn cháu nhiều. Dạ vâng. Nhờ làng xóm thì nó làm được. Cái lán ở tạm nó giờ cái này trước làm cái lán để che mà. Này trước là nhà bếp của chú đấy. Vâng. Thế chú là có mấy cháu? 2 cháu. 2 cháu à? Chú là sinh năm bao nhiêu? 69. Sinh năm 69. Bây giờ là phải làm lại cái nền nhờ chú nhờ. Nền còn không có nền ở. Để đào lại nền đấy. Như nhà anh Toàn cũng thế, anh Toàn thì cũng mất hết nền rồi. Vâng. Thôi anh Thái nhờ. Vâng. Xong là anh em mình cũng xin phép đi. Vâng, vâng. Thôi cháu chào cô chú nhá. Vâng. Cũng anh em cháu xin phép nhá. Dạ vâng ạ. Với lại chào gia đình. Cố gắng khắc phục thôi chú ạ. Nói chung là thiên tai thì không ai mong muốn. Chả có gì hết. Cái gì thì cũng mong muốn cảm ơn thôi mà. Dạ vâng. Hết lời rồi cũng biết nói nào. Dạ vâng, dạ. Vâng, em chào chị nhá. Vâng. Chào cả gia đình nhá. Hai nhà chú anh Toàn và chú Đại nhà là hai cái ao là trôi hết anh Sự ạ. Cá bống to bằng này này. Cá bống to bằng hai bàn tay luôn. Nhà chú ấy là đi hết luôn. Sập sạch luôn. Lợn còn bị chết mà. Bị chôn luôn mà. Đây là cái làm chè ấy. Để chè đấy anh. Phơi chè. Hôm mưa thì không cần phải thu. Hôm đấy thấy anh Thái trưởng thôn mà nước chảy đây mầm luôn. Tràn luôn ở đây luôn. Hai cái ao dồn xuống thì anh bảo ít nước đâu. Dồn hết sang đây này.
30. Anh ấy bảo là cái đường này còn không qua được cơ, không đi bộ qua được. Đi này đi sao được, mưa to đấy, đây cứ chuẩn bị bị gì, chuẩn bị có trận mưa này, nhìn lên trời này. Em ngồi đằng sau nhá, đi xuống đây nhá. Đi xuống nhà anh Thái trưởng thôn tí anh ạ.